Xin chào tất cả các bạn nha, mình là Trần Bạn Giang. Thì các bạn thì cái xe này nè các bạn. Hôm trước mình có thay cái phục á cho khách hàng, thì các bạn thấy là đây là cái phục cấp pha hay phục mới luôn. Nhưng mà cái xe này á thì khách hàng bảo chạy á thì chạy xuống dốc là ok luôn. Đó, nhưng mà khi mà lên cái là nó nhún xuống cái rồi á thì nó bị bật thì đó các bạn. Đó, mình mới thay vòng vòng có khoảng chưa được 10 bữa nữa. Đó, các bạn biết là phục này là phục mới luôn, mà phục này phục tốt chứ không phải là loại thường. Các bạn biết là Kappa nè, đó, nó cũng mắc tiền nha. Phục này là nói chung là hàng tốt rồi đó các bạn đó. Thì sau đây thì mình sẽ gãi ra và mình sẽ chia sẻ cho bạn ha, nguyên nhân nó bị vậy là như thế nào và cách để mà khắc phục nó ha. Đó, thì các bạn, đây là phục mới nha. Đó, thì các bạn biết là phục mới là kỹ sư người ta thiết kế ra cho nhà sản xuất người ta làm đó. Nó đây nè, có nhiều anh em nói là mày giỏi hơn kỹ sư hay là mày tài hơn kỹ sư. Nó đây nè, kỹ sư nè các bạn, nó làm cái phục mới đó, nó bảo đảm luôn tất cả những phục mới mà nói phục mà các bạn về mà không canh lại ha, không thể nào mà xài đạt 100% lắm đó. Nhầm cây thôi, đa số ví dụ mình nói thiệt các bạn, 10 cặp đó ha, 10 cặp là được có khoảng là 5 năm đó. Nói chung là 5 năm xài được, còn 5 năm là xài không được. Nhưng mà cái phục này là nó bị lỗi nè các bạn, nó bị lỗi nhiều. Có những cái nó bị lỗi nhưng mà lỗi ít thôi, lỗi ít thì khách hàng không phát hiện cái thôi, còn những cái mà nè nó lỗi nhiều. Không lẽ các bạn giờ mà mình nói các bạn là bây giờ không lẽ mà mỗi lần mà thay cái phục mới gì, không lẽ mà có khách hàng ở đó không lẽ các bạn tháo ra, các bạn tháo rồi các bạn canh, các bạn sửa cái phục đi rồi người ta nói cái hàng đó là hàng gì đó. Đó, theo như các bạn nghĩ là đúng không? Nói ví dụ như khách hàng mang xe ra cho mình thay cái cặp phục vô cặp phục mới mà mình tháo rồi mình gắn cặp phục mới mà mình tháo đồ ra rồi mình canh lại cho người ta, mình gắn là khách hàng ta nghĩ như nào, ta nói là cái hàng này hàng gì mà ngộ vậy đó. Bởi vì nhiều cái nó cũng khổ lắm đó, bởi vì cái nào gắn vô khách hàng nó bắn vốn rồi thì mình mới gã ra chịu khó làm cho khách hàng rồi chứ biết sao vậy đó. Còn cái nào khách hàng thấy ok thì ok đó, bởi làm nghề có nhiều cái khổ lắm, bạn thấy không? Rồi sau đây thì mình sẽ tháo ra ha, mình sẽ chia sẻ cho bạn là cái nguyên nhân mà sao nó bị mà xuống là nhúng, nó nhúng xuống và nó giật bật bò bật ha, và cách khắc phục nó như thế nào ha. Nè các bạn, sau khi mà mình gã ra nè, các bạn nhìn thấy hết hồn không? À, các bạn nhìn thấy cái phục mà nó canh cái lò xo gì nè, các bạn nghĩ là sao xài? Đó, như quầy là cái cách canh này là canh trở nặng, mình đã chia sẻ các bạn những video trước canh phục này canh cái nặng, mà cái phục mới mà bạn dành nè đó, mà đa số là những phục mới lúc nào mà mình gắn vô không có khách ha là mình tháo và kiểm tra và mình canh nhớt lên, còn khi mà gắn vô có khách thì mình ít khi nào tháo. Cái phục này là bữa đó gắn có khách nè bạn, mình không tháo ra nè, bạn thấy không? Đó, bạn nghĩ cái phục mà người ta chạy bình thường thì như quầy xào xài đó, hai cây luôn nè bạn dành nè đó. Đó rồi các bạn, mình vô mình cắt là so là ha, mình cắt lò xo. Đối với cái phục đi thường các bạn, mình thì mình cắt lò xo sao canh cho tới vừa tới đây nè các bạn, vừa tới đây ha là nó xài ok ha. Rồi mình sẽ tiến hành vô mình cắt lò xo các bạn. Nè các bạn, sau khi mình cắt nè các bạn thấy không, bạn thấy nó ok nè ha, mình mài lại rồi nè ha, như vậy là đã vừa các bạn, như vậy là đi một người là đã ok ha. Em này cũng vậy nè các bạn, thấy không? Đó, mình cắt hai cây rồi thấy không, bạn thấy nó canh lò xo dư không? Đó, đối với những trường hợp mà các bạn cái xe mà phục mà nó nhúng mà nó giật bật bật đó, thì các bạn để ý đi, một là nó sẽ dư lò xo, hai là canh thiếu nhớt ha. Đó, còn khi mà cái phục trước á mà nó không có độ nhịp á là các bạn canh bị dư nhớt đó. Đó, thì đối với cái phục này nó có nhớt thì sẵn, mình không có dùng cống xe các bạn, thì mình canh cho các bạn xem là mình canh nè. Đó, thì những video trước mình cũng chia sẻ các bạn là đối với những cái phục mà các bạn không biết bao nhiêu nhớt thì các bạn chỉ cần đẩy cái lò xo gì nè, đẩy lò xo gì nè ha, để mình kéo các bạn xem đó, đẩy lò xo gì nè, các bạn đẩy xuống sát dưới đây nè, đó, thổ nhớt đầy ống này là đủ chuẩn nó nghe các bạn. Thì đây có nhớt rồi thì mình châm thêm, đó các bạn, đổ làm sao mà có cái lò xo này nè nó đầy nhớt thì ok ha. Nó còn cái phục này á, thì nó cái lò xo nó làm đồng nha các bạn, không có dụ nhỏ dụ lớn cho nên mình không chở đầu lò xo lên nha các bạn. Nó nếu mà nó có lò xo mà nó có một cái sắn nhỏ và cái sắn lớn á, thì mình chở đầu lò xo lại. Viền làm gì đó,
thì các bạn canh nhớt như vậy nè, các bạn nhúng xuống là các bạn thấy ok liền. Nó nhúng xuống, thứ nhất là nó có độ mà nó nhẹ và nó không có khi bạn nhúng mạnh xuống thì nó sẽ không có bị thốn cái ruột, tức là cái ruột của nó đủ nhớt mà không dư nhớt đó. Khi cái ruột dư nhớt thì các bạn nhúng xuống nó sẽ có một cái độ nặng rất là nặng, nó nặng đó. Còn khi mà cái ruột mà thiếu nhớt thì các bạn nhúng xuống luôn, nhúng xuống thì nó sẽ có cái độ giống như gan nó bị thốn các bạn đó. Còn ruột này nè, nó vừa nhớt cái gì nè, nó vừa, nó không có nổi nặng quá mà không thốn thì nó ok. Nói chung các bạn làm ruột cái từ bạn nhúng cái cảm giác của mình đó. Cái này là dựa vào cảm giác để mình làm thôi đó. Đó, các bạn nhúng xuống cảm thấy ok là nhúng xuống là thấy nó không thốn đó, nó không thốn, nó nhẹ là cái ruột là ok thôi đó. Các bạn cây bên đó xong rồi ha, thì tới cây bên đây thì mình cũng chế gan vậy đó các bạn đó. Thì cách chế và cách làm như vậy đó thì mình đã chia sẻ với các bạn rồi. Thì thường thường đa số là thay phục mới là mình đa số là mình kiểm tra lên trên bằng, mình ít cái nào mà gắn như lắm, từ khi có khi có khách hàng ở đó thì mình không tháo được thôi đó. Rồi cách làm mình chia sẻ các bạn ha. Rồi mình là chàng bạn Giang ha, video mình đây là kết thúc. Nếu các bạn xem video của mình thấy ok nhớ cho mình một like và đăng ký kênh Hồng nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.